Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người dân cả nước đã đồng loạt đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Sau những ngày rét đậm, rét hại diễn ra trên diện rộng, ngày đầu tiên của tuần mới nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ đã nhích dần lên. Trời ấm hơn nhưng do có nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không quá được 22 độ C. Vâng, đi ra đường trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì tôi cảm thấy không còn rét như là trước nữa chị Thanh Mai ạ. Tuy nhiên thì kiểu khí hậu này thì sẽ không kéo dài được lâu, bởi lẽ là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết là vào giữa tuần thì miền Bắc sẽ đón thêm một đợt mưa rét, có thể nói là cắt da cắt thịt. Đây là đợt rét đậm rét hại thứ 3 trong mùa đông năm nay ở khu vực Bắc Bộ. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4 tháng 1 không khí lạnh có cường độ ổn định. Nhiệt độ trong ngày ở Bắc Bộ dao động từ 19 đến 22 độ. Về đêm chỉ ở mức 14 đến 16 độ. Những khu vực vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 12 độ C. Và kiểu khí hậu này sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 1. Bắt đầu từ chiều và đêm ngày 7 tháng 1, không khí lạnh sẽ gây ra đợt rét đậm rét hại thứ 3 trong mùa đông năm nay tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt rét này được nhận định là đợt rét cắt da cắt thịt, bởi khi không khí lạnh tràn xuống sẽ mang theo một lượng ẩm lớn gây mưa cho toàn Bắc Bộ, tạo hình thái rất ẩm. Nhiệt độ cả ngày đêm dự báo đều mức thấp, không có nắng. Khu vực Hà Nội từ ngày 8 tháng 1 nền nhiệt chỉ ở mức 9 đến 13 độ. Sau đó thì mưa sẽ kết thúc từ ngày 11 tháng 1, Bắc Bộ chuyển sang thời kỳ rét khô nên thời tiết sẽ rất rét và buốt. Do đó cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như là sương muối, băng giá tại khu vực vùng núi phía Bắc. Thưa quý vị, và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1 này không khí lạnh hoạt động mạnh nên sẽ xuất hiện nhiều đợt rét kéo dài ngày. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khoảng từ 3 cho đến 4 đợt rét đậm, rét hại và nhiệt độ trung bình trong tháng 1 năm 2021 tại Bắc Bộ, Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng từ 0,5 cho đến 1 độ C so với giá trị trung bình của nhiều năm. Các nơi khác thì ở mức xấp xỉ trung bình với nhiều năm.